Hello, xin chào. Xin được gửi lời chào tới toàn thể tất cả các nghệ nhân, tất cả những người có cùng đam mê sở thích về những chú trích chòe tham, trích chòe lửa. Lời đầu tiên, mình xin được gửi tới toàn thể các anh em có cùng đam mê sở thích lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe. Chúc các anh em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trong cuộc sống gặp thật nhiều may mắn và bình an. Trong lĩnh vực chim cò thì mình có thể sở hữu được những chú chòe than, chòe lửa được coi là tuyệt phẩm. Thế ngày hôm nay mình nên phục vụ cho anh em một chú chòe than mộc dở anh em nhé, một chú chòe than mộc dở khá thuần. Và có thể dùng từ nó đây gọi là một tuyệt phẩm than mộc anh em nhé. Em này đã được quãng một năm, hơn một năm lồng anh em ạ. Em nó đã khá thuần. Một em chòe than anh em có thể quan sát đánh giá. Một em chòe than mộc dở đã hơn một năm lồng. Bộ cao, cánh sẹ gà tre, đầu bằng, ngực lở. Và cái đuôi thì thôi rồi anh em ạ. Để anh em có thể quan sát cái đuôi của nó, em nó thì thôi rồi. Em này đã ở cùng với mình được hơn một năm lồng anh em nhé. Riêng em nó đã ở cùng mình được hơn một năm lồng. Và ở vụ trước, trước khi thay lông của vụ trước, em nó đã hót sổng khi treo chỗ tinh. Em nó đã hót sổng anh em nhé. Hôm nay mình nên em than mộc dở này để phục vụ anh em. Anh em đã có thể đón em nó về đội để lên đường. Em này lông lá đã xong xuôi anh em nhé. Lông lá đã xong xuôi. Một em chòe than bộ cao, dáng nhỏ, đuôi nhạy, cánh sẹ gà tre và đầu thì bằng tịt anh em ạ. Em này đấy, anh em có thể quan sát một em cao cao cầu, mỏ cực mỏng, già rừng anh em nhé. Em này ít nhất cũng phải có 35 rừng rồi chứ không phải là chim mép. Anh em có thể nhìn cái đuôi của em nó. Và đây là mình chỉ đứng cách em nó chưa đầy 1 mét anh em ạ. Em có thể một em nói, có thể nói là một em chè mộc dở đã khá thuần. Và em này hàng ngày đã mổ sâu dế ở trên tay mình đút thông qua chỉ một chiếc nhíp nhổ dâu anh em nhé. Thông qua chỉ một chiếc nhíp nhổ dâu. Mình thì có thói quen chăm chim đều cho ăn, kể cả chim thuần, chim non ấy, nên mình cũng rất ít khi mình bắt trực tiếp sâu dế lên tay, mà cho các em ăn qua cái nhíp nhổ dâu thôi. Đấy. Em này thì hiện tại cũng đã luôn miệng khè rít. Và mới một em chim bộ cau dáng sẻ cao cầu như thế này thì mình có thể khẳng định với anh em là đây chắc chắn sẽ là một tuyệt phẩm hot múa. Đấy, anh em có thể quan sát ngực cực lở, đầu bằng tịt. Thế và tới đây mình cũng xin được thông báo cái phí bảo tồn của em nó. Em nó sẽ bay về với chủ mới với phí bảo tồn là 900k anh em nhé. 900k. Nếu anh em thiện chí thì hãy nhấc máy lên alo cho mình thông qua số điện thoại, số Zalo. Với những em than kiểu như thế này thì mình cho rằng là anh em về chỉ được lên lửa. Và nếu nhà anh em chỉ có 1-2 con chòe than thì sẽ không lâu, chỉ trong vòng 1 tuần nó sẽ cất tiếng hót sổng để anh em thưởng thức giọng ca cũng như điệu múa của em nó. Cuối cùng, xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi video. Nếu anh em còn tiếp tục quan tâm đến những chú chòe than chòe lửa đẹp thì hãy ấn đăng ký kênh để đón xem và tiếp tục tuyển chọn cho mình những chú chòe than chòe lửa đẹp. Trân trọng thân chào anh em.